Lo. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng mình lại chơi trốn tìm vào trong. Đừng. Tí nữa mày trốn ở đâu ấy? Cho tao trốn cùng nữa, tao sợ ma. Ôi giời, thôi anh ơi. Anh mà sợ ma thì anh ở nhà nhá, đi trốn làm cái gì? Luật chơi như sau. Sẽ có 3 người đi trốn và 1 người đi tìm. Trên đường đi trốn, người chơi sẽ bắt gặp những hộp đồ bất kỳ. Hãy sử dụng chúng để bạn đi trốn dễ dàng hơn. Sau 100 nhịp đếm, người đi tìm sẽ bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng. Trong 10 phút, ai không bị phát hiện sẽ là người chiến thắng. Và các bạn hãy cổ vũ cho họ trốn thành công bằng cách like video này. Và bây giờ, cuộc chạy trốn bắt đầu! Hà Sam đâu, Hà Sam? Ui trời ơi, Hà Sam ơi, em có chạy trốn không mà cứ ngồi đấy? Thôi, mấy anh cứ đi trốn tìm trước đi. Em còn đang bận học ngoại ngữ trên app Duolingo. Để sau này có thể đi khắp thế giới mà không cần phiên dịch. App này anh biết rồi, cực kỳ phổ biến, nhiều người tải lắm. Thậm chí ông Bill Gates còn đang sử dụng đấy. Nhưng mà hai tớ học tiếng Anh ngu lắm, không biết có tự học trên app này được không nhỉ? Ngu lắm à? Nhưng mà thôi, cậu yên tâm đi. App này học dễ lắm, như game ấy mà. Vừa học vừa chơi, không nhàm chán tí nào đâu. Thú vị quá, thế thì tớ tải luôn để học đây. Thế là mày không chơi trốn tìm nữa đúng không? Mày nhận biết chứ gì? Quên mất. Thế thì tao cầm điện thoại đi. Tí nữa vừa học vừa chơi luôn. Thôi đi trốn tìm đi Hà Sam. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Chỗ này mình chạy xa xa rồi. Chắc anh gấu đỏ không đến đây đâu. Nhưng mà mình ngửi thấy cái mùi gì thối thối ấy. Ui, xoài, mũi. Chỗ này trốn được không? Ôi, ngồi đây. À, nhưng mà ấy, eo ơi, cái chỗ này ấy, nó trống vắng lắm các bạn ạ. Các bạn nhìn này, trống vắng như này nhất định là anh gấu đỏ anh ấy sẽ nhìn thấy. Không được, mình ấy phải tìm cái chỗ nào ấy mà cây cối nó tùm một chút. Eo ơi, cái gì đây? Cây nấm này các bạn ơi, nấm độc ấy. Được rồi, mình sẽ lên đây. Tìm một chỗ ẩn nấp thật là kín đáo. 70, 71, 72. Có cái gì các bạn ơi? Mình đã tìm thấy hộp đồ đầu tiên rồi. Nhìn này. Ui ui. Mẹo ơi. Kinh dị chết đi được ấy. Hóa ra là một cái mặt nạ. Mẹo ơi. Cái mặt nạ này ghê quá các bạn. Xem cái gì nữa này. Bây giờ mình sẽ trèo lên cây này. Anh gấu đỏ không tìm trên cây đâu. Anh gấu đỏ chỉ tìm ở dưới đất thôi. Cây trơn quá, mình không trèo được. Thôi mình đi trốn chỗ khác đây. Ở đây có cái cây này các bạn ơi. Ui, tranh thủ ngồi đây nghỉ tí ạ. Cây nhấn một cây, không thể ngồi các bạn ạ. Không ổn rồi. 97, 98, 99, 100. Hết giờ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm các bạn nhá. Để xem nào, trốn ở đâu hết rồi các bạn ơi. Trong khu rừng này rộng mênh mông thế này, không biết chỗ nào. Các bạn có nhận ra Hà Sam không? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Bây giờ mình có cái bộ trang phục này rồi, mình phải ngồi im một chỗ mà phải ngồi gần những cái gốc cây rậm rạp với các bạn ơi thì mới ngụy trang được để trốn anh gấu đỏ, chứ còn không đi lại nhiều ấy anh gấu đỏ dễ phát hiện lắm, tại vì hôm nay mình mặc áo hồng. Mình nhặt được một hòm đồ rồi, mình sẽ mở hòm đồ này ra xem có gì. Một bộ đồ gấu. Bộ đồ gấu bông. Ngụy trang. Nope. Nằm. Thời gian chỉ 10 phút có hạn thôi các bạn ơi. Không biết mọi người trốn đâu hết rồi. Ui, ở đây có một cái hố này nhưng mà không có gì. Trong những cái lùm cây này này,
Mình cũng nghi là trong những lùm cây có lắm, liệu có ai trốn ở trong này không? Bắt được rồi! Không có ai. Các bạn ơi, hình như ở đây có cái túi gì này. Ôi để ôi, ôi cao quá. Ôi à, được rồi. Ôi để hình như là đều đồ ngụy trang thì phải. Ôi có bộ này rồi có mà anh gấu đỏ có tìm đến mãi cũng chả tìm thấy. Mình đang lên đến gần đỉnh núi rồi mà vẫn không thấy ai. Mấy cái người này trốn đâu mà kỹ thật nhở? Hay là ngụy trang thành cái gì rồi? Ui ôi, tìm đâu bây giờ? Anh gấu đỏ kìa các bạn ơi. Ôi, không biết là trốn đâu hết rồi mà tìm nãy giờ chưa tìm thấy ai thế này. Trốn ở đâu hết rồi? Đang ở đâu? Ui, anh ấy gần ra đây rồi, mình phải di chuyển thôi. Có ai không? Sợ quá các bạn ơi. Trong này rất nhiều cây cỏ, rất nhiều cây cối luôn các bạn ạ. Nên là rất dễ trốn. Mình đi tìm thì rất là khó luôn. Lại còn nhiều cây to, nó có thể trốn ở trong những cái cây to như thế này này. Mình đi đường khác. Ui, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Ui, hình như đằng sau mình có ai đây các bạn ơi. Hình như là có ai. Ui, có ai đâu? Kìa kìa. Đừng qua. Để xem là ai đây. Đây là Hà Tam. Áo của Hà Tam, giày Hà Tam, quần Hà Tam đây. Nhưng phải mở mắt ra đây. Cuối cùng cũng tìm thấy Hà Tam các bạn ơi. Không phải Hà Tam đâu. Đây là Tinh Tinh chứ không phải Hà Tam đâu. Tinh Tinh mà. Bây giờ mới tìm thấy em Hà Tam à? Thế anh bắt được những người khác chưa? Bắt được mỗi em thôi. Còn hai người kia không biết trốn ở đâu, tìm từ nãy đến giờ. Ơi, để vướng vào cái cây, không ổn nữa, không ổn nổi. Ôi, hình như là anh gấu đỏ bắt được Hà Sam rồi các bạn ạ. Ui, tiếng anh ấy ngay cạnh đây này. Không được rồi, mình phải di chuyển chỗ khác thôi. Ui, có cái đường chắn chắn kia các bạn ơi. Ôi, đừng chạy. Hình như là cò hoặc vi ta đang chạy mọi người ơi. Kia kia, đứng lại. À, chạy đâu? Ôi, chết đi. Ôi, ui các bạn ơi. Ai, ui, chỗ này trơn dã man luôn. Ui, nhưng mà phải tìm. Vừa nãy mình nhìn thấy cái gì trắng trắng ở đây cơ mà. Đâu rồi? Mất dấu rồi. Ôi, vừa chạy đây mà. Đâu rồi? Mệt quá các bạn ạ. May mà mình chạy nhanh. Bây giờ bộ này lộ rồi, mình phải cởi nhanh ra. Di chuyển bằng cách bò như thế này, tuy chậm chạp nhưng mà an toàn các bạn ạ. Anh gấu đỏ sẽ không phát hiện được ra mình đâu. Chỗ kia kìa, cái bộ màu trắng trắng nó quay chạy kìa. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đứng lại. Lần này bắt được rồi nhá, bắt được rồi. Đây. Hóa ra chỉ là một bộ đồ con gấu thôi mọi người ơi. Anh gấu đỏ dễ mắc mưu mình lắm. Còn nâu mà tìm thấy mình. Chứng tỏ lúc ấy có ai mặc nhưng mà bỏ lại đây chạy rồi. Úi giời ơi, hóa ra là một bộ con gấu như này. Mình bị mắc mưu rồi. Mọi người có nghe thấy tiếng cười không? Nhìn thấy ở đó. Bắt được rồi. Anh gấu đỏ. Em trốn ngay đây.
đúng rồi. Lại cười to, làm sao mà anh không phát hiện được. Em thấy buồn cười quá anh. Thế ra là em lừa anh đúng không? Đúng rồi anh. Còn 2 phút để mình tìm cò mọi người ạ. Cò trốn rất kỹ luôn. Liệu 2 phút mình có tìm thấy không? Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình tìm thấy cò nhá. Đâu rồi? Cò, mày trốn ở đâu? Cò. Mình bước qua đời nhau. Cái bộ này quá lợi hại, quá đẳng cấp luôn. Câu đó bước qua người mình mà còn không phát hiện ra. Mình sẽ trèo lên cái cây này. Mình nghĩ ra rồi. Mình trèo lên cái cây này, ở trên cái cây này, nhìn xuống, từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy cò hơn. À, cò, anh nhìn thấy em rồi, cò ơi. Lần này em chạy đâu hả cò ơi? Cò chạy à? Bắt được rồi. Còn có 15 giây nữa thôi mà anh không để em sống à? Làm sao mà anh để sống được? Anh mất công mày đi tìm cả khu rừng này rồi. Ôi ôi các bạn nhìn này. Tại sao em nằm đây mà anh vẫn phát hiện ra là anh trèo lên cái cây kia kìa. Bẩn hết quần áo luôn, nhìn này. Ôi trời, thế mới tìm được mày chứ. Đi về thôi. Cuối cùng sau 15 phút gấu đỏ đã tìm thấy hết cò, Bita và Hà Sam các bạn ơi. Mệt đứt hơi rồi. Ở lượt chơi thứ nhất, gấu đỏ rất đẳng cấp, tìm đến 3 người này luôn các bạn ơi. Và ở lượt chơi thứ hai, để xác định xem ai là người đi tìm thì chúng mình sẽ oản tu ti nhá. 1, 2, 3. Yeah, em là người đi trốn. Cậu là người đi tìm. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Nhanh lên theo ơi. Ui, gần 100 luôn à, Hà Sam đi tìm nhanh lên. Đừng, anh bảo này. Chia nhau mà chạy đi. Cò chạy ngay, Pita chạy ngay. Anh chạy thẳng. Phải chạy nhanh các bạn ơi. Không là sao phát hiện. 50, 51, 52. Mình chạy xa phết đấy. Chắc Hà Sam không đến đây tìm mình đâu. Cái gì đây? Mình lấy xuống xem. À, trời cho. Đây là cái đồ lặn. Và mình đội vào. Trốn nhanh không Hà Sam phát hiện các bạn ơi. Ê cò, mày không đi trốn đi, Hà Sam phát hiện bây giờ. Ôi, nãy em học thử tiếng Anh trên app Duolingo, giờ nghiện quá cứ muốn học mãi thôi. Em với anh học một tí đi. Tưởng gì dư nghiện app Duolingo thì anh cũng nghiện đúng mày ấy. Mà ngoài tiếng Anh ra thì app Duolingo còn có nhiều ngôn ngữ khác để học, như là tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn Quốc này, tiếng Nhật Bản này, tiếng Nga này, thậm chí còn có cả ngôn ngữ rồng trong game Mập Thôn nữa. Có nhiều chủ đề với cấp độ dễ vừa khó để cho anh em mình lựa chọn này. Anh em mình mới học thì chọn cấp độ dễ rồi anh ạ. Ừ thì dễ nha, học là. Ui, Hà Sam. Mày nghe tiếng Hà Sam không? Tiếng Hà Sam anh ạ. Quay lại nhở? Rõ ràng anh vừa nãy nghe được tiếng đâu đây mà. Mày không trốn đi nhanh lên Hà Sam bắt bây giờ. Rồi Hà Sam đi xa chúng mình lắm rồi anh ơi. Yên tâm đi. Ôi bây giờ anh em mình học tiếng Anh tí đi anh ơi. Đấy. Bắt đầu nha. Chọn hình ảnh đúng. Hot. Cái này anh biết. Nóng. Hot. Ui trời tuyệt vời. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Làm sao để nói nóng. Hot. À, trời ơi. Quá chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Nhấn vào những gì bạn nghe. Hot coffee. Hot coffee. À, em biết rồi, đời này. Coffee. Kiểm trời ơi, có nghĩa là cà luôn. Phê nóng. Nóng. Tiếp tục. Tea. Chọn hình ảnh đúng. Tea. Tea. Cha. À, là chà. Trời ơi, đúng không? Tiếp tục. Hot tea. Thì câu này, anh bảo này, nếu mà em không biết câu này đúng không? Thì em bấm vào đây này.
đâu. Nóng. À. Hot tea. Trà có nghĩa là trà nóng. Trà nóng. Kiểm tra. Tuyệt vời. Quá giỏi luôn. Rồi, 5 lần liên tiếp luôn. Ui, lại có tiếng Hà Sam hay sao anh ạ? À, làm lại gần đến đây rồi mày ơi. Ui, thôi đi đi đi. Ui. Ui, ui, ui. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì không? Ôi trời ơi, cái chân này các bạn ơi, nhìn này, cái đồ gì ấy? Ôi, 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 wow, hóa ra là một em thỏ bông các bạn ạ. Ôi, nhưng mà tại sao em thỏ bông ấy lại mắc ở trên cành cây này nhỉ? Kỳ lạ quá đi mà thôi, cây thì rõ cao mà không biết là tại sao mà thỏ bông mắc trên đấy. Hay là ấy, là một bẫy của anh gấu đỏ hoặc cò hoặc là Bita để cản đường mình, để cho mình dừng lại. Thôi chết, sập bẫy rồi. Mọi người toàn đi trốn ở trên rừng, bây giờ có cái đồ lặn này rồi, mình xuống suối mình trốn, Hà Sam á, còn mà tìm đến đêm. Ừ, mình đi, mình đi. May mà mình nhanh chân đấy, tí nữa thì bị Hà Sam phát hiện. Bây giờ mình ra suối đây. Mình đang ở giữa rừng rồi, lần này chắc chắn là mình sẽ thắng thôi. Hà Sam không dám đi vào trong giữa rừng này đâu. Đi sâu vào chút nữa. Ui, ui, có cái gì đấy các bạn ơi? Ui, một cái mặt nạ. Đây có phải là vật phẩm ở ngang đường đấy không? Ở đây là một cái cây này. Một cái cây bị đổ, một cây thông bị đổ này. Ui, rất là chặt luôn, có cái mặt nạ. Nhưng mà mặt nạ này để làm gì các bạn? Để đeo vào à? Nấm à? Đeo cái mặt nạ này vào nhìn hài không các bạn ơi? Nhìn không đeo không sao, đeo vào thế này có khi Hà Sam còn dễ tìm hơn đấy nhỉ. Mà biết đâu Hà Sam mà tưởng mà nhìn loáng thoáng qua tưởng là lông chim, con chim gì đang bay. Thôi đi nhá. Ui, chỗ này bây giờ là phải chui qua đây mọi người ơi. Khó chui rồi. Ui. 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 Alo, alo. À, quạ quạ. Trốn kỹ thật đấy. Các bạn có thấy chỗ này lý tưởng không? Bây giờ mình sẽ ra lặn chỗ này nhá. Cái này khó thở lắm các bạn. Mình vẫn chưa có dùng. Hà Sam đang ở bên kia các bạn ơi. Mình là phải cứ tìm ở một cái cây nào to như thế này các bạn, thì không bao giờ lo Hà Sam phát hiện ra. Bao giờ Hà Sam đi sang bên này, mình sẽ chạy sang bên này. Đấy, bao giờ Hà Sam đi sang bên này, mình sẽ trốn ra. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi, cái gì? Cậu bị bắt rồi nha cỏ ơi. Sao cây to này mà vẫn tìm được mình là thế nào nhỉ? À giờ cây to thế nhưng mà đối với tớ nó vẫn còn bé lắm, nó còn non và xanh lắm. Này tớ bắt cậu đầu tiên á. Ôi lại còn bắt đầu tiên nữa. Đúng rồi đấy. Loại có nhá các bạn ơi. Bây giờ nhiệm vụ của mình ấy là tìm hai người còn lại, đó chính là anh gấu đỏ và Pita. Hai người này khó nhằn lắm nha. Mình sẽ thử lại nha các bạn. Bên ngoài trời vẫn còn sáng lắm các bạn ơi, mà mình phải đi tít vào tận trong này các bạn ơi, mà vào càng vào trong này càng âm u. Ui, ui, ui. Hà Sam các bạn ơi, Hà Sam, các bạn có nhìn thấy không? Anh gấu đỏ. Ôi dồi ôi, thôi anh ơi, anh đừng có trốn nữa đi. Em nhìn thấy anh rồi. Anh đã trốn kỹ ở cái suối này rồi, thế mà em vẫn phát hiện ra. Ôi dồi ôi, người thì mặc áo đỏ lom á, mà ở đây nó màu đen xì thì anh nổi bật nhất anh ạ.
Cái suối này ở giữa rừng, anh không nghĩ là em đi vào tận đây đâu Hà Sam ạ. Rồi anh tưởng em sợ hổ. Hổ đâu mà hổ. Ôi trời ơi, thế là anh Gấu Đỏ là người thứ hai bị phát hiện. Ôi trời ơi, không biết nó làm cái gì. Vita làm cái gì ấy các bạn ơi. Chắc là đang bắt cá. Đang tập bơi. Ôi trời ơi, ơi. Ông thả thì ngập cả dưới nước đấy kia. Thì thả thế nào được. Anh ơi, mong ơi, trồm chỗ mà chết đi. Châu phải chán đời. Vita ơi, lên đi, bị bắt rồi. Ôi trời ơi, em làm gì tập bơi à? Em đang trốn ở dưới này anh. Tập bơi à Tam à? Ôi trời ơi, tóm lại là trong cái trò chơi mà trốn tìm này thì team mình ai cũng dở bét hết các bạn ạ. Chúng mình lớn rồi nên có thể ra suối quay video được, tại vì nước ở đây cũng rất là nông các bạn ơi. Còn các bạn nhỏ ở nhà tuyệt đối không được ra sông, hồ, ao, suối các thứ để tắm đâu các bạn nha. Mà nếu mà muốn đi tắm thì phải có bố mẹ hoặc ông bà hoặc có người lớn đi kèm thì mới được ra sông suối tắm. Chứ còn các bạn nhỏ không được tự ý ra sông suối tắm đâu, nhớ chưa? Nguy hiểm lắm đấy nha, nên là các bạn nhỏ ấy tuyệt đối không được ra ao, hồ, sông, suối tắm đâu nha. Họ ê run. Không phải. Hôn anh yêu. Ui dồi, cái gì mà hôn anh yêu? Đây là how I yêu. Mày học tiếng Anh dốt như tao ấy thì tải ngay app học ngoại ngữ Duolingo về mà học đi. Học trên đấy là thích lắm. Đúng rồi, nhưng mà các em phải học thường xuyên thì mới hiệu quả được. Các bạn ở nhà ai muốn học giỏi ngoại ngữ thì tải ngay app Duolingo hoàn toàn miễn phí về máy để học cùng với chúng mình nha. Link tải app ấy thì chúng mình sẽ để ở dưới phần mô tả rồi nha. Còn bây giờ ấy, trời cũng đã tối rồi đấy anh Gấu Đỏ ạ. Chúng mình bây giờ phải về đây các bạn ơi. Chứ ở trong rừng này con hổ nó ra nó cắn, sợ lắm. Thôi về đây, bye bye.